Hey, xin chào cả nhà. Và bây giờ mình sẽ ăn cái món này nha các bạn. Đây, món này là món gì ha? Là hồi chiều mình mới làm xong rồi. Bây giờ mình ăn đây. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem xíu nha. Cái hũ này là sữa nè, sữa tươi á. Đây, ở đây là chuối. Chuối ha, mình sắn ra miếng miếng bỏ vô. Xong rồi sữa này là sữa tươi mà dạng sữa bịch bò tươi á, không đường ha. Rồi cái hạt chia. Đây, hạt chia nó giống như hạt é vậy các bạn, mà các bạn có ăn hạt chia qua chưa ha? Đây, hạt chia ha. Thì giờ nó xong rồi mình bỏ vô tủ lạnh, xong rồi mới lấy ra ăn. Bây giờ ăn nha các bạn. Hạt chia á, thì cái này là mình mua, mình gửi bạn mua ở bên Úc á các bạn. Thì rất là ngon. Hạt chia á, người ta nói rất là tốt nha các bạn. Thì mình ăn nó có thể có nhiều vitamin rồi omega 3 gì đó. Đó. Thì nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa rồi rất là tốt. Rồi sữa thì nói chung mà đi làm về xong rồi cảm thấy rất là mệt á. Rồi bắt đầu là ăn cơm xong rồi khát nước rồi xong mình mới muốn làm một cái bình như thế này, ở một cái ly như thế này để mình uống giải khát luôn các bạn. Với lại mình không thích uống ngọt á, cho nên mình sẽ lấy là sữa tươi không đường ha. Rồi mình sẽ trộn với lại chuối này là nó chuối chín á, chuối sứ các bạn, chuối sứ. Nhưng mà nó chín rồi cho nên bỏ vô đây thì nó sẽ ngọt đó các bạn. Đó. Nhưng mà khi mình sẽ không có dầm ra. Cho nên khi mình ăn thì nó mới ngọt, còn nếu mình không có ăn tới cái chuối, mình chỉ uống cái nước không thì nó sẽ không có ngọt ha. Đó, rất là ngon, rất mát các bạn. Bỏ tủ lạnh nữa, lạnh nữa, trời ơi, quá cháy luôn. Chuối này á là chuối nhà ha. Chuối nhà. Xong rồi tại chuối mà mình ít ăn lắm, tại mình không ít ăn chuối này nhiều quá. Nhưng mình khi mình bỏ vô đây á, bỏ vô chung sữa với hạt chia đồ á thì ăn rất là ngon ha. Đó, rất là ngon. Nước sữa bỏ vô hồi nãy giờ á, bỏ vô tủ lạnh hồi nãy giờ, bây giờ nó lạnh lạnh rồi đó. Mình ăn uống rất ngon các bạn. Uống giống như là giải khát luôn ha. Có hạt chia nữa. Rồi cái chuối thì mình ăn vô. Chuối thì nó ngọt rồi, còn tới cái sữa thì nó không có ngọt, cho nên khi ăn hai cái vô á, nó sẽ vừa, cái khẩu vị nó sẽ vừa phải, nó không có ngọt quá ngọt, kiểu như là ngọt mình bỏ đường á, không phải như vậy ha, nó ngọt tự nhiên. Cho mình ăn một miếng chuối, sau mình uống một muỗng sữa này vô, nó cháy luôn, nó rất là ngon này, nhìn hấp và dẻo không các bạn, đây. Nè, hạt chia ở dưới đây nè bạn. Ê, hạt chia nè, nó nãy nhỏ nhỏ như thế này ha. Rồi đây là chuối nè. Đó, nhìn đã không. Rồi nó lạnh lạnh nữa. Thì nói chung là mình mới bỏ tủ lạnh khoảng chắc tầm nửa tiếng đồng hồ, thì giờ lấy ra thì nó hơi lạnh rồi. Nếu mà bỏ lâu, mình bỏ ngăn đá cho nó nhanh á, bỏ lâu một xíu thì xung quanh nó sẽ đông đá xung quanh á, thì ở giữa nó sẽ còn nước, thì để như vậy các bạn ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà bây giờ mình ăn như thế này mình cũng cảm thấy rất là ngon rồi ha, như là đang là khát nước á, cho nên sẽ lấy ra ăn liền. Với lại á thì các bạn thích không thích uống như thế này thì các bạn sẽ sai sinh tố á các bạn. Đó, mình chỉ cần chỉ đem bỏ một sữa như thế này, chuối vô ha, đó là mình sai được rồi. Nếu mà các bạn nào muốn uống ngọt rồi muốn béo nữa thì các bạn có thể là bỏ thêm sữa đặc có đường á, sữa đặc ông thỏ đó các bạn, đó bỏ vô xay ra, trời ơi, trời ơi là ngon luôn. Rất là ngon các bạn. Chuối này nó không phải là chín quá, nó vừa chín thôi à, cho nên ăn nó không có bị mềm, nói chung là nó còn
Nói chung là nó vừa ăn rất là ngon. Ngon lắm luôn á. Đây hạt chia đây các bạn. Nhìn rất là ngon ha. Chuối nữa. Đó, mình đã không? Rồi ok, và bây giờ mình phải ăn đây nha. Thì sẽ quay cái video tiếp theo, những cái video tiếp nữa. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như là những cái thức uống nào mình thích á, thì các bạn có thể thử để mình ăn ha. Nếu mà ngon mình có thể làm ăn với gia đình của mình ha. Rồi ok. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Good night.